Rồi, 1 điểm xin cho bạn nữ của chúng ta. Rồi. Nào bạn Hoài Bảo, chúng ta phải thật là bình tĩnh nha. Hãy nhập chúng chính xác nha. Nào, từ từ thôi, nhắm chính xác nào, mình nhắm chính xác phải thắng ném nha. Chỉ còn 2 chiếc vòng cuối cùng thôi. Và vâng, và bạn nữ của chúng ta đã giành chiến thắng, gửi đến bạn bánh của chương trình nha.